Hello, chào mừng anh em quay lại với bài tiếp theo của phần 4 phát triển và nhân bản shop. Thì trong cái tên của phần này luôn đã có cái mục nhân bản shop rồi. Vậy thì tại sao mình phải nhân bản lên thành nhiều shop? Mình đã nói ngay từ đầu là luôn luôn là có mình phải nhân bản lên. Thì mình sẽ giải thích lý do tại sao phải nhân bản nhiều shop và tại sao không nên làm drop ship ở một shop. Đầu tiên, nó sẽ tăng tỷ lệ hiển thị cho mình. Sẽ lấy ví dụ. Bây giờ mình sẽ vào Shopee mình search ha. Mình sẽ search một cái đó là thôi bất kỳ cái gì đi. Giày thể thao nam. Thì đây. Theo như ngẫu nhiên á thì thằng Shopee nó sẽ cho mỗi shop hiển thị một vài sản phẩm lên trên này. Và khi mà khách hàng lướt như vậy ha thì đâu đó hên xui tỷ lệ đâu đó một vài phần trăm thì khách hàng sẽ click vào sản phẩm của bạn. Nếu như sản phẩm đó hình ảnh đẹp, giá tốt. Vậy thì sẽ như thế nào nếu như mình sẽ có 20 shop. Mình lấy ví dụ thôi là khi search như vậy, mỗi shop nó cho hiển thị một sản phẩm. Thì nếu như tỷ lệ mình có 20 shop đi, thì cái tỷ lệ hiển thị nó là sẽ tăng lên gấp 20 lần rồi. Và cái tỷ lệ khách hàng click vào sản phẩm của mình nó cũng sẽ tăng lên 20 lần. Đó là lý do tại sao mình nên nhân bản shop. Cái thứ hai đó là cái tính năng đẩy đơn. Đây là cái tính năng của Shopee ha. Đây, người bán có thể đẩy tối đa 5 sản phẩm mỗi lần ở trên một shop. Giới hạn là 4 tiếng một lần đẩy đến một sản phẩm. Đẩy đơn là như thế này. Mình vào trong phần sản phẩm của mình nè. Bấm vào đây. Bắt đầu đẩy sản phẩm. Thì cái sản phẩm này nó sẽ lên top khi mọi người search ở cái danh mục của nó là con chuột. Chuột máy tính. Giờ mình sẽ test lại ha. Trừ những sản phẩm được tài trợ ở đây là những sản phẩm họ chạy quảng cáo ha. Đây, mình đẩy nhưng mà nó còn không lên nữa cơ. Thì mới biết là cái tỷ lệ có rất là nhiều shop ở trên này và họ cùng đẩy cùng một lúc với mình. Nên mình đã lọt mất ở đâu về xuống dưới đây luôn rồi. Mình sẽ nói luôn về cái phần này là tại sao mình đã có nhiều shop. Vì mỗi lần một shop chỉ cho được đẩy có 5 sản phẩm thôi. Và giới hạn là 4 tiếng mới được đẩy tiếp theo. Vậy thì nếu sẽ như thế nào nếu mọi người có 20 shop? 20 shop nhân 5 sản phẩm. Nhân 5 sản phẩm thì mọi người sẽ có được là 100 sản phẩm. 100 sản phẩm lên trên top. Và đẩy đơn này á thì đa phần cá nhân mình luôn thì mình sẽ không đẩy tay như vậy đâu. Không đi vào canh cho hết giờ xong rồi đẩy tay như vậy mà mình sẽ dùng tool. Thì tool như thế nào thì mình sẽ nói ở phần sau ha. Mình chỉ giải thích là tại sao mọi người nên nhân bản nhiều shop lên. Đầu tiên là tăng tỷ lệ hiển thị, thứ hai là tăng cái tỷ lệ đẩy đơn lên trên top, cái thứ ba là phủ được nhiều từ khóa. Nếu mọi người có một shop thôi và cái sản phẩm đó là giày, mọi người chỉ đi được đúng một cái từ đó là giày giá rẻ với một sản phẩm, mọi người chỉ đi được đúng một từ là giày giá rẻ. Nhưng nếu mọi người có 20 shop thì cũng một sản phẩm đó, mọi người sẽ đi được 20 từ khóa khác nhau. Ví dụ như giá rẻ, đẹp, cái gì đó thì nó sẽ phủ được rất là nhiều từ khóa ở trên này ha. Và tất nhiên là sẽ phủ được nhiều mức giá, nó sẽ tương tự như vậy. Mình lấy ví dụ là cùng đôi giày đó, giá thị trường nó sẽ là 100 ngàn. Mọi người có tới 20 shop, mọi người có thể phủ được rất rất là nhiều mức giá cho sản phẩm này. Từ mình lấy ví dụ như 90 ngàn, 95 ngàn, 99 ngàn, 105 ngàn chẳng hạn, hoặc là những con số lẻ như 91, 92, 93, 94, 95. Thì á, mình phủ được nhiều giá thì cũng sẽ tăng được cái tỷ lệ mà khách hàng mua của mình hơn. Khách hàng sẽ có nhiều cái lựa chọn hơn để chọn thay vì là họ suy nghĩ chỉ có một mức giá thôi. Ngoài ra thì mình có thể bán rẻ hơn, chẳng hạn như đôi này 100 mình có thể bán 90 thôi, mình chấp nhận bán lỗ đi, nhưng mà mình có nhiều shop mình sẽ tăng được cái tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Thì trên này đó là cái lý do mà mình sẽ giải thích lý do tại sao mọi người nên nhân bản thành nhiều shop. Còn nhân bản là nhiều shop như thế nào, làm bằng tay hay là làm bằng tool hay làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn trong bài sau ha. Chào anh em.